Chào các bạn có bao giờ nghe tới cụm từ là rửa mặt trị mụn chưa? Nếu chưa thì clip của ngày hôm nay Ru sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Thì nói về mụn và trị mụn thì rõ ràng là nó không đơn giản. Nhưng mà bản thân Ru cũng xuất phát điểm từ một cái làn da rất là dễ bị mụn. Thì Ru rút ra được một số những cái kinh nghiệm sau gói gọn trong cái cụm từ là rửa mặt trị mụn. Và cái liệu trình này nó sẽ bao gồm 5 bước ha. Rồi, thì bước đầu tiên là bạn sẽ phải rửa tay sạch sẽ với một cái sản phẩm nước rửa tay có khả năng diệt khuẩn. Thì ở đây không sử dụng các sản phẩm nước rửa tay khô mà sử dụng luôn cho Ru các sản phẩm xà phòng diệt khuẩn nha. Rồi thì mình sẽ rửa sạch tay, sau đó mình thấm ráo vào trong một cái khăn. Đó là bước số 1. Rồi, bước 2 là bạn sẽ hắt nước lên để bạn làm ướt da mặt. Và Ru khuyên các bạn sử dụng nước lạnh thay vì nước ấm hoặc nước nóng. Bởi vì khi mình sử dụng nước ấm hoặc nước nóng thì lỗ chân lông của mình nó sẽ bị to ra, đúng không? Mà lỗ chân lông to ra thì rất là khó để mà se nhỏ trở lại. Cho nên nước lạnh thôi đã là tốt rồi. Đó là bước 2. Rồi bây giờ bước 3 là chúng ta sẽ lấy sữa rửa mặt chúng ta bỏ lên trên lòng bàn tay. Và hãy giúp Ru cho thật nhiều nước và đánh bung bọt. Khi bạn đánh bung bọt có một cái lợi là khi mà bạn đưa cái bọt nó lên trên mặt bạn massage đó thì nó rất là dịu. Bởi vì giữa tay mình và giữa da mặt mình nó có một cái lớp bọt mỏng ha. Rồi và tiếp theo khi mình đánh bung bọt thì nó sẽ tốt cho da của mình hơn là mình đưa trực tiếp cái sữa rửa mặt đó. Bởi vì trong thành phần của sữa rửa mặt nó có rất là nhiều hoạt chất không có tốt cho da. Vậy thì khi mà mình đã đánh bung bọt xong rồi thì mình sẽ bắt đầu áp bọt lên trên mặt và chỉ massage trong vòng 30 giây. Nhớ nha, massage 30 giây thôi, đừng massage quá nhiều. Các bạn thích massage theo chiều nào cái này không quan trọng, massage theo chiều nào cũng được, tránh vùng mắt môi, do đó khỏi cay mắt và khỏi cay môi. Nhưng mà nhớ là chỉ có 30 giây mà thôi. Rồi, kết thúc 30 giây massage bằng cái bọt của sữa rửa mặt xong, chúng ta sẽ hấp nước 30 lần. Rồi, có nhiều bạn sẽ nói là trời ơi sao mà nhiều, gọi là hấp nước nhiều quá vậy. Nhưng mà hãy tin Ru, hấp nước 30 lần. Hấp nước 30 lần xong, còn một bước cực kỳ quan trọng là không có sử dụng khăn hay là khăn giấy để mà thấm mặt, mà hãy lấy tay vỗ nhẹ cho nước nó tự ráo và nó sẽ tự khô trên mặt của bạn luôn. Rồi, vậy thì với 5 bước này, một ngày bạn hãy áp dụng 2 lần vào sáng và tối, theo dõi da liên tục 7 ngày, Ru cam đoan da của bạn sẽ rất là nhanh hết mụn.